Hello, xin chào tất cả các bạn. Clip ngày hôm nay mình vừa mới đang ở một cái map, đó chính là map của Halloween. Thì là bây giờ mình sẽ triệu hồi ra một số những con quái vật. Ok, thì là bây giờ mình sẽ triệu hồi một con đây, mình chẳng biết tên quên. Đây nó là tên là con Megaphone nhé. Holy shit các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ triệu hồi cho nó to lên một tí. Bây giờ mình sẽ cho bọn săn hết to lên. Con mẹ đẻ của quỷ đầu loa ấy. Ok. Sau đó mình sẽ bắn pháo hoa các bạn nhé. Ok. Ồ, đây nhảy đi. Cái con mẹ đẻ thì nó phải to lên một tí. Đấy, đấy. Holy shit các bạn, nó che hết mặt mặt trăng luôn. Từ từ bây giờ mình sẽ đi ra vị à từ từ. Bây giờ mình sẽ lắp đặt một hệ thống bắn tên lửa ở đây. Tức là bây giờ mình sẽ định vị cái tên lửa này và sau đó ấy, mình sẽ sử dụng những cái quả tên lửa rất là mạnh luôn để mình tiêu diệt bọn Megaphone với cả bọn săn hết này nhé. Đấy, mình sẽ để mấy quả đây nhà nha. Đấy. Ok các bạn, chuẩn bị đi. Rồi. Trước khi vào cái màn tiêu diệt này ấy, thì là bây giờ mình sẽ sử dụng những cái loại bốn những cái quả pháo hoa bắn cho nó sướng một tí. Đây, bây giờ mình sẽ lấy pháo hoa bắn nhé. Ồ nha, à đây đây đây, mình sẽ lấy một số loại pháo hoa. Bây giờ ở đây mình có rất nhiều pháo hoa luôn đấy. Ok nha. Yeah. Ok. 1 phát này, 2 phát này, 3 phát, 4 phát. Tiếp nữa vẫn còn bạn nhé. Đấy. Rồi, từ bây giờ sẽ lâng lên như này đã. Lâng lên như này để cho nó kiểu như là tí nó bắn không bị giật ấy. Khi mà sau một cái tràng pháo hoa xong ấy thì mình sẽ lấy một cái, mình sẽ triệu hồi những cái quả tên lửa. Phải gọi là tên lửa đất tối không mà không đủ đất. Triệt tiêu luôn tên lửa kiểu như là tên lửa đấy, tên lửa gì nhỉ? Tên lửa Tomahawk ấy. Ok, đây. Rồi. Chuẩn bị kích hoạt quả pháo hoa này. Rồi, ok. Ui. Holy shit. Wow. Đẹp quá trường. Holy shit các bạn. Ghê. Holy shit. Các bạn nhìn nó bắn này. Đi. Đổ to vãi. Sau khi một tràng pháo hoa xong ấy thì là mình sẽ gọi là triển khai hệ thống tên lửa của mình nhé. Cái hệ thống tên lửa này bắn thì thôi rồi lượng ơi luôn. Tiêu diệt vào xa này hết. Với cả Megaphone quỷ đầu mẹ. Con mẹ đẻ quỷ đầu loa ồ đẹp phát trưởng hả? Holy shit các bạn, những cái hạt star đẹp chưa? Những cái hạt nhỏ nhỏ nó bay xuống nó hạt star nha các bạn nhé. Holy shit các bạn. Ok. Bây giờ mình sẽ triển khai những cái quả tên lửa và có thể nói là những cái quả tên lửa này đẳng cấp luôn nhé. Đầu tiên thì mình sẽ triển khai một quả tên lửa, đó chính là tên lửa này, nó có tên là Tomahawk. Ok. Tên lửa Tomahawk nha các bạn nhé. Tên lửa này là tên lửa hành trình và nó có thể hạ gục mục tiêu một cách gọi là chính xác đến 99% luôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắn ra một loạt tên lửa luôn. Ok, mục tiêu của mình đang là bọn Megaphone với cả bọn Sun này hết nha. Holy shit các bạn. Nhảy nha các bạn nhé. Đây. Holy shit. Wow. Wow. Holy shit các bạn. Oh my god. Wow. Phát một đi luôn anh em ạ. Như vậy là ấy, một con săn hết là chết các bạn nhé. Ok, một quả tên lửa tiếp theo. Quả tên lửa nữa nha. Rồi. Chuẩn bị các bạn, chuẩn bị phát nổ này. Đấy, anh thấy không? Boom. Quả nữa. Boom. Yeah, nhưng mà nó không chết các bạn ạ. Rồi ok, trong trường hợp nó không chết này thì mình sẽ sử dụng một loại tên lửa khác, đó chính là cái loại tên lửa RGM-84. À đâu? Tên lửa này chứ. Đúng rồi, tên lửa này của Brazil. Tên lửa này là AVTM-300. Ok, nó là dạng tên lửa hành trình nhưng mà nó không bằng Tomahawk nhé. Tomahawk vẫn mạnh hơn. Bắn thử luôn. Rồi. Ok, như vậy một quả tên lửa đã xuất kích rồi các bạn. Chuẩn bị triệt hạ mục tiêu. Chuẩn bị triệt hạ mục tiêu anh em. Boom, úi dồi ôi. Cái quả tên lửa này thì nó hơi yếu các bạn nhé. Mình nghĩ là chỉ có Tomahawk là khỏe nhất rồi. Ok, mình sẽ làm cho một loạt nữa nha. Đây. Holy shit các bạn. Bay lên rồi anh em. Bay lên rồi, tên lửa hành trình anh em ạ. Đây này này. Wow. Chuẩn bị. Ooh, yeah. What the hell. Có một số quả không nổ kìa anh em kìa. Trong trường hợp nó không nổ như này thì thôi, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục bắn nhé. Ok. Hai quả xuất kích. Nó chết không ta? Đây anh em, đấy. Boom. Yeah, ok các bạn. Triệt hạ hai con săn hết rồi anh em ạ.
Vai trưởng ạ, ok như vậy là chỉ còn con megaphone thôi, nó chính là con mẹ đẻ quỷ đồ loa. Thì là cái con mẹ đẻ quỷ đồ loa này bây giờ phải làm cách nào bây giờ nhỉ? Bây giờ con này khá là trâu đấy, thì bây giờ mình nghĩ là bây giờ à từ từ. Bây giờ mình sẽ bắn pháo hoa vào 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 con sa này khác nhé. Ok, bây giờ mình sẽ bắn pháo hoa vào con megaphone này. Ok, mình sẽ dí thẳng pháo hoa vào con megaphone luôn, ok. Đây, sẽ bắn này nhá. Ok. Holy shit, đấy bắn rồi anh em. Holy shit. Mình đang bắn cái như mình đang bắn dọa nó ấy bạn ạ. Piu piu piu. Bắn không tới anh em ạ. Bắn không tới. Ô lì xích các bạn nhìn pháo bắn hay không? Pháo này là pháo của Trung Quốc các bạn nhé. Mình với mới kiểu như sáng chế ra cái quả pháo xong. Ok, mình nghĩ là bây giờ chỉ có trước mặt mình đang còn megaphone thôi, thì là bây giờ mình sẽ triệt hạ nốt nha các bạn. Ok các bạn. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ truy tìm đến một cái triệu hồi ra một cái đây. Ok từ ok gọi là cái này đấy. Rồi các bạn nhìn này, đây là cái súng phóng pháo hoa của mình. Ok, đây nha. Đấy, bạn thấy không? Đấy. Đây là quả pháo nhá. Bây giờ mình sẽ cho quả pháo vào trong nòng súng này. Và bây giờ mình sẽ chĩa thẳng vào con megaphone nha các bạn nhé. Ok. Từ từ nhé, từ từ phải cho xuống cái đã. Đấy, cho xuống cái đã. Bây giờ phải làm cách nào để ghép nó vào như này. Bây giờ làm cách nào ghép nó vào cái này. Ok, đây. Từ từ nhẹ đấy, đấy từ từ. Piu. Ô lì xịt bắn ra ngoài các bạn ạ. Đấy lại nhé. Ô không được rồi. Ô lì xịt các bạn ơi. Vãi chưởng ạ. À. Không được các bạn ạ. Từ từ mình sẽ đánh lại nhé. Rồi. Ok các bạn, như vậy là pháo nó tọt vào rồi bạn nhé. Đây có pháo tọt vào rồi này đấy. Quả pháo tọt vào rồi nha các bạn. Đấy, ok thì là bây giờ mình sẽ bắn nó nha. Ok, mình sẽ dựng nó. Chĩa nó như này. Chĩa nó vào người con sa này hết nha. Ok, như này nha. Rồi, như này các bạn. Ok các bạn, mình sẽ bắn nó nhé. Holy shit, bắn ra một quả rồi anh em ơi. Kìa 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 kìa. Bù. Hay đấy anh em. Tiếp theo nha. Ok, tiếp theo mình sẽ tiếp tục này. Ok, từ từ về nhà ta. Ok, từ từ. Bây giờ mình sẽ nghĩ là mình sẽ hóa rất là nhiều luôn đấy. Ghép con này vào đã. Ghép từng quả một bạn nhé, chứ còn cái này không kiểu nó không ghép được hết ấy. Rồi, tụt rồi anh em. Tụt rồi. Tiếp theo nha. Ok, phát nữa này. Đây, từ từ nắp vào đấy. Cái này nó nắp mạnh quá. Rồi, phát nữa nha. Ok, này mình sẽ sử dụng một quả pháo màu khác nhé. Đây, từ từ. Rồi. Ồ, lì xì vẫn tụt vào, ok. Bắn 3 quả nhé. Ồ, lì xì, 1 quả. Đẹp vãi chưởng anh em ạ. À. Holy shit, cái con ba sơ ta này nó vẫn còn sáng luôn này. Vãi chưởng ạ, à, như thế. Bây giờ mình sẽ triệt hạ con megaphone nha. Thì trong trường hợp này thì bây giờ mình sẽ lấy một quả tên lửa. Ok, đây. Mình sẽ à, các bạn biết không, bây giờ mình sẽ lắp ráp này, một quả tên lửa nha. Ok, từ từ. Đây, mình sẽ để cái ống phóng, đây là cái ống phóng các bạn này. Cái ống phóng này, cái mục đích cái ống phóng này nó để chĩa vào người đó. Bây giờ mình sẽ căng căng lên một tí, căng căng từ từ đây đây đây, để nhanh nha, để nhanh từ từ anh em, từ từ đây, ok, để nhanh nha, sẽ chĩa thẳng vào người con megaphone luôn, sau đó mình sẽ nhét cái tên lửa vào đây, thì bây giờ mình sẽ triệu hồi ra quả tên lửa này, đây đây, cái quả này không phải tên lửa mà nó quả bom nha các bạn, nó chính xác nó là quả bom nhé, ok nhét vào đây, nhét vào đây, nhét vào đây, ok đó, ok từ từ nhẹ thôi bạn ơi, nhẹ nhá, như vậy là bom đã trong này rồi, bây giờ mình cần một cái quả kích hoạt, đây chính là cái quả kích hoạt của mình. Cái này nó như kiểu là đầu, nó như kiểu là đầu đạn để đánh lửa ấy, hỏa tiễn đấy các bạn ạ, nó là gọi là cái kim hỏa ấy. Rồi mình sẽ nhét cái kim hỏa vào đây nhá, từ từ két 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 nhẹ thôi, không mà lổ phát vỡ mồm luôn đấy các bạn ạ. Rồi ok các bạn nhìn này, bây giờ mình sẽ bắn nhé, từ từ holy shit các bạn, chuẩn bị lổ này, chuẩn bị lổ nó sắp lổ anh em ạ, sắp lổ rồi. Ôi chưa lổ à, what the hell, holy shit. Wow, vãi trưởng ạ. À. Như thế mà con megaphone nó không chết anh các bạn ạ. À. Châu vãi trưởng ạ. À. Ôi. Mình không thể ngờ luôn, bắn cái quả đấy mà nó không đi các bạn ạ. À. Ok thì đấy nhỉ. Thì là bây giờ mình sẽ tỉnh cho nó thêm một quả nữa nha các bạn nhé. Ok. Thì lần này thì mình nghĩ là mình sẽ dí thấp hơn một tí ấy. Mình nghĩ cao quá nhưng nó không chết thì sao. Ok, mình nghĩ là tầm này đi. Ok, cho dạch chừng này một tí. Rồi. Nhai chuẩn chưa? Ok, thì ra đây một tí nhá. Rồi, như này nha các bạn. Ok, mình sẽ tiếp tục cho một quả nữa. Bạn thấy không? Quả này ghê vãi trưởng các bạn ạ. À. À, từ từ. Đưa lên. Anh em đưa lên chậm thôi, đưa lên chậm thôi, chết. Rồi, ok. Đây nha. Rồi, ok, đã vào lòng rồi. Bây giờ sử dụng cái kim hỏa này để kích hoạt nó.
thì là cái nguyên lý hoạt động của cái súng phóng bom này ấy, nó như này, tức là khi mà chúng ta cho cái kim hỏa này vào thì cái lực kim hỏa phát nổ thì nó sẽ đẩy cái quả bom đi về phía trước, tận dụng cái ống tròn tròn này, nó sẽ bắn quả bom đi rất là xa luôn, cho nên là sẽ bắn trúng mục tiêu bạn nhé. Bắn này bạn này, bây giờ sẽ kích hoạt kim hỏa này đấy, bạn thấy chưa, quả bom bay đâu rồi, bay mất tích luôn rồi anh em ạ. Nhưng mà sắp nổ rồi anh em ơi, chuẩn bị đợi một tí, đợi một tí, đợi một tí, sắp nổ rồi, sắp nổ rồi các bạn ơi, sắp nổ, sắp nổ, mình tin ra sắp nổ luôn, mình khẳng định sắp nổ, nó sắp bay rồi. Ủa, what the hell vẫn chưa nổ, what the hell vẫn chưa nổ anh em ạ. Chưa nổ các bạn ơi, im re luôn này. Wow, quả này xịt rồi các bạn ơi. Ok, mình sẽ bắn quả khác nhá, quả này xịt rồi các bạn ạ. Vai trưởng ạ, mình không thể ngờ đấy, xịt luôn đấy. Ok, cho vào đây. Rồi, cho vào đây, bây giờ lắp thêm một quả nữa vào. Cho kim hỏa vào nhá. Vai trưởng ạ, bom bom hạt nhân kiểu gì lổ, à, nó bị xịt các bạn ạ. Không tin rằng lại lổ luôn, đồ đểu rồi. Thôi từ từ, nét cái vào cái gì đây. What the hell? Holy shit! Vai trưởng ạ. Wow, lổ rồi anh em ơi. Nó không chết. Ê, vai trưởng ạ. Con megaphone này khỏe vậy. Ok các bạn, thì là mình nghĩ là nó sắp đi rồi các bạn nhé. Nhưng mà nó khỏe lắm các bạn ạ. Vai trưởng ạ, mình không thể tiêu diệt nó luôn. Thế thì trong cái trường hợp mà không thể tiêu diệt nó như này thì mình sẽ triển khai một quả tên lửa khác nhá. Đây, bây giờ mình sẽ tìm trong cái hệ thống phòng thủ tên lửa của mình. Đây rồi. Ok, mình sẽ sử dụng tên lửa của US Air Fokker nha. Tên lửa này là tên lửa bay không người lái, mà cũng là dạng tên lửa hành trình các bạn nhé. Bay, bay đi, bay rồi, bay rồi. Wow, chưa bay tới đã lổ các bạn ạ. Vai trưởng ạ. Từ lại nhé, lại 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 đây 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 đây. Ok, ôi rồi quả này thì thôi, quả này thì vãi cả trưởng rồi các bạn ạ. Ok, ngắm mục tiêu luôn các bạn nhé, ngắm thẳng mục tiêu luôn này anh em. Mục tiêu của chúng ta đó chính là con megaphone kìa. Ok, đây. Bay. Ủa. Ôi ôi, vai trưởng ạ, à. Không được các bạn ạ. Không được, không được. Đây, bây giờ mình sẽ lấy quả này. À không, quả này không được. Đây quả này nhé. Ok. Ui, quả này giống như quả kiểu như là tên lửa nhưng mà tên lửa đẩy các bạn ạ. Wow. Holy shit, nó bay lên các bạn ơi. Wow, 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 wow. Bay cao vãi. Bay cao vãi trưởng các bạn ạ. Ui. Bay tận đi đâu rồi? Ủa, phát nổ anh em ơi. Vãi trưởng nó phát nổ ở trên rồi anh em ạ. Ghê. Từ. Bây giờ mình sẽ lấy một cái vũ khí khác nhé. Đâu nhỉ? Bây giờ lấy còn là vũ khí nào ta? Ở đây là rất nhiều vũ khí luôn mà mình chưa biết bắn lại loại nào cho nó kiểu như nó có thể tiêu diệt được săn hết. À quên, tiêu diệt được con megaphone này ấy. Con megaphone này nó gọi là quá là đỉnh luôn các bạn ạ. À thử cái này xem nào. Ôi đây ok. Thử cái này nhá. Đây. Đây là máy bay chứa bom các bạn nhá. Máy bay này được lắp ghép bom vào. Bắn luôn. Holy shit. Woo. Bay không tới các bạn ạ. Từ từ mình sẽ cẩu cho nó cao cao lên một tí nhá. Cẩu 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 cao cao lên một tí. Ờ ok. Ok ok ok. Đây mình sẽ để hướng này. Đây. Rồi. Wow, holy shit. Đâm đúng rồi anh em ơi, đâm đúng rồi. Wow. Vai trưởng à. Đây, để một quả như này nhá. Từ từ anh em, từ từ. Đấy, cho ngóc đầu lên một tí nhé. Không là không tới các bạn ạ. Rồi. Ok, là chúng không ta. Có chúng không ta. Boom. Wow. Vãi trưởng ạ. Holy shit các bạn, như vậy là chết luôn con megaphone nha. Wow. À đúng rồi các bạn ơi, cái quả bom, cái bom bom nguyên tử ấy, lúc đầu bắn bị xịt các bạn nhớ không? Nó không phát nổ. Bây giờ mình kích hoạt cái chế độ bom khác thì bắt đầu mới phát nổ bạn ạ. Chính tỏ quả đấy nó bị ngâm xuống dưới đất, găm xuống vào chân của con megaphone ấy. Cho nên là bây giờ phát nổ nha. Ok, như vậy là có bom phát nổ phát là trúng mục tiêu luôn. Như vậy con megaphone đi luôn các bạn ạ. Các bạn thấy mình kinh không? Mình chọn chuẩn mục tiêu luôn vãi trưởng các bạn ạ. Ok, và chúng ta sẽ ăn mừng bằng những cái loạt pháo pháo hoa nhé. Rồi, thì là ở đây mình có những cái pháo hoa này bắn rất là tiện luôn. Đâu ta? Đây rồi. Ok. Mình sẽ tỉn những cái loại pháo hoa này nhé các bạn nhé.
Đấy, đấy. Ok, bắn pháo hoa này nó mới đẹp các bạn ạ. À, cho nó lên. Cho nó lên không là nó sẽ bị bắn, nó sẽ bị kiểu như là sẽ bị rơi ấy. Nó sẽ bị rơi cái thùng xuống, nó sẽ không bắn nữa. Ok. Được. Ok, bay rồi anh em. Holy shit. Ăn mừng khi bọn săn phép bị tiêu diệt. Wow, wow wow wow, người vãi. Holy shit. Wow. Đẹp chưa anh em?